tiếng hát cho lòng ta thật thoải mái. Vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời. Bước vững bước bao niềm tin trong từng giây phút. Cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi một số của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin tổng hợp về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ẩm thực, kỹ năng, cho đến một cuộc trò chuyện rất là đặc biệt với một vị khách mời nào đó về một chủ đề mà chương trình mang lại. Và hy vọng rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ cảm thấy thú vị với những gì mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng bắt đầu chương trình ngay bây giờ với những thông tin đầu tiên trong một gam màu cuộc sống. Sở hữu một gương mặt thon gọn có hình chữ V là mong ước của nhiều phụ nữ. Vì vậy, rất nhiều chị em đã tìm đến các phương pháp thẩm mỹ như gọt hàm, độn cằm. Tuy nhiên, các giải pháp này thường gây đau đớn, thời gian nghỉ dưỡng dài và kèm theo nhiều rủi ro. Vừa qua, công ty Cuộc Sống Tươi Đẹp đã ra mắt công nghệ nâng cơ bằng chỉ UltraV Lift thế hệ 2, UltraV Double Twist, UltraV Cold, giúp tạo hình gương mặt trái xoan hoàn toàn mà không cần phẫu thuật, không nghỉ dưỡng, nhưng an toàn và hiệu quả. Ultra V-Lift thế hệ 2, các sợi chỉ được kết dính qua một đầu mũi kim, sau đó được tiêm trực tiếp vào bên trong bề mặt của da, giúp kết nối và nâng cơ từng vùng. Dọc theo các sợi chỉ là những vết máu để cơ bám, giúp nâng và treo những vùng cơ đã chảy xệ. Trong vòng 4 tuần, da sẽ phục hồi và săn chắc trở lại. Tạo hình chữ V thon gọn hiệu quả, chỉ nâng cơ sẽ tự tiêu trong vòng 6 đến 8 tháng. Loại Ultra V Double Twist sử dụng hai sợi chỉ luồn trong một mũi kim xoắn lại với nhau, tác dụng gấp đôi so với loại chỉ Ultra V Lift thế hệ 1. Còn dòng Ultra V Cold sử dụng chỉ có gai, giúp cải thiện vùng da bị chảy xệ của bệnh nhân lớn tuổi, thậm chí người trên 70 tuổi vẫn điều trị được. An toàn là điều kiện tiên quyết đầu tiên trong thẩm mỹ. Trước đây khi thực hiện nâng cơ mặt, chúng tôi phải phẫu thuật từ nhiều máy móc hỗ trợ. Giờ đây với sự ưu việt của chỉ Ultra V Lift, việc nâng cơ mặt đã trở nên an toàn và hiệu quả hơn, và loại chỉ này sẽ tự động biến mất sau 1 đến 2 năm. Công nghệ này cũng đã được giáo sư Kwon Hang-jin phát minh và chuyển giao cho các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời trực tiếp cố vấn cho các khách hàng. Hy vọng đây sẽ là tin vui cho các phụ nữ đang mong muốn có gương mặt chữ V xinh xắn.